trở lại với team của 2002 Vlog nha. Hôm nay mình sẽ cùng với mấy anh em trong team mình sẽ thực hiện đi nướng ngô ngoài trời. Đây là Đạt, còn tôi là Trường. Và giờ tôi sẽ cho các bạn theo chân tôi đi nướng ngô nha. Ngày mai sẽ tốt thôi mà, bao mây mù răng sao như chân ta bước sạch ba lâu mày đi. Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường, không lo ngày mai, bao khó khăn ta bước qua. Sao ta từng ngày chẳng bao la. Ngày mai sẽ tốt thôi mà, bao mây mù răng sao như chân ta bước xa trên con đường. A few moments later. Sau khi anh em mình đi mua được 5 bánh ngô, khoảng chừng 2 cân ngô, khá là to. Bà bán khô bà ấy lấy mình 10.000. Thì anh em mình đã tìm được cái chỗ để nướng ngô thích hợp. Đây. Chỗ này đợt trước mình mới đạt cũng ra đây nướng ngô rồi. Thì bây giờ bọn mình chưa có nguyên liệu để đốt, và bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm củi để mình nướng ngô, để tạm đây không biết mất. Ngô này to ấy, tí mình sẽ lấy ngô này. Được. Đi. Giờ mình em mình đi lấy ngô. Nhắm đi lấy củi. Củi. Để tí lấy củi xong mình quay lại hết ngô. Lấy củi xong mất hết ngô. Nó cứ trâu nhở. Không biết trâu ai vậy nhỉ. Sau khi đi lấy củi thì anh em chúng tôi đã về chỗ cũ để nhóm lửa và chuẩn bị nướng ngô. Đạt đang nhóm lửa, còn Trường đang chuẩn bị ngô và que. Lửa đã lên rồi anh em ạ. Công việc này cũng không có gì khó khăn. Tí sau khi đi bán ngô. Không kéo được bẹt tan. Không kéo tan đơn định ý tưởng là về bảo mẹ tao nhặt ngô mang về chợ bán. Trời cho quả pháo đây. Mấy củ này nó mục nè, nó cháy. Nó toàn bị như này.
nó toàn té đôi. Đi ngay cho cái que nó tròn tròn ấy. Thôi cái này không được. Đúng que tròn tròn cơ. Đợi ấy tạm đi. Tí đợi đốt hết rồi có tàn hang nữa chờ không nó cháy. Cháy như đợt chứ. Cái que nào có cái tròn tròn nhỉ? Vâng, cuối cùng thì thành viên chủ đạo của Tem đã đến. Chào tất cả các bạn. Đội trưởng của Tem 202 Vlog. Được luôn. Và sau một thời gian chờ đợi lửa to thì cuối cùng nó cũng đã có than để nướng ngô rồi. Anh em thấy ngô của tôi đẹp không? Điên. Chỉ có những cái thằng ngu mới nướng ngô rồi đấy thôi. Tất nhiên là anh em không nên học theo trường nướng ngô nhé. Hãy học theo tôi này. Con người phải có não, phải dùng não, đã hiểu không? Đúng cái kiểu này, nó nhanh chín nhưng mà nó đen. Người ta có câu là chậm mà chắc. Mày cứ thích nhanh à, tí mày ngậm ngô. Người thành công thì nó luôn đi con đường tắt. Cái đường tắt của mày. Chết rồi. Tin rằng tao sẽ là thằng ăn đầu tiên trong cái lũ chúng mày. Ừ, nhưng mà nó không ngon. Vẫn ngon đấy. Không đừng ngon. Có đùa. Đừng có đùa mấy nhà chùa. Một câu không mà ngon thì ngô à. Tôi đã ngửi thấy mùi ngô anh ạ. Tôi cũng đã ngửi thấy mùi ngô. Nhưng mùi tôi, mùi ngô của tôi hơi khét. Khoan nướng ấy. Cầm một cái nướng cho hoàng luôn. Ê đạt. Driver của 12B đã đến. Cái châu. Rồi. Nghệ sĩ nhân dân của chúng ta đến rồi. Xin chào mọi người nhá. Đấy, này cầm ngô này nướng luôn đi. À, tao ngồi. Ôi giời. Tao không ngồi được chúng mày. Sao? Ngồi xong đứng dậy nó bị chóng mặt. Chẳng mặt rồi thế. Có gì không ăn à? Cái nướng cho ai? Nướng cho mày à? Sao, sao chúng mày vàng nhanh ấy? Trường nướng từ đầu mày rồi. Tao mua 5 cái. Ơ cái này này. Đặt nướng khôn. Đấy đất là người ta. Ủa. Ui. Ui. Hải ơi. Những con người thành công là người ta biết nghĩ. Nhưng mà tao không thành công. Tao hỏi được, tao đã bảo được trường kìa. Mày nhìn cái ngô nó pháp. Ui. Mẹ à mày. Chứ biết tao là đứa mẹ thế. Đừng mẹ thế. Tí tao quay thôi. Chứ biết tao chưa biết thảo ăn thảo đúng rồi mày để thế làm gì có tàn mày hài hước không hài hước để tao ấy nhá cái viên này vào đây tao bảo thằng làm mày cầm nó bắt kiểu anh sẽ coi à sẽ coi mẹ đến lúc mẹ tao thì mẹ vẫn đang ngồi nướng ngô rồi bố mạnh cũng mới phi đến thì mẹ vừa ở trường làm gì thầy bọn tập thể dục không ok nhá. Các bạn, sau một thời gian rất mệt nhọc, chúng tôi đã làm được ra những cái thành quả khá là ngon. Ghê luôn. Hấp dẫn. Nhưng mà cái ngô của tôi hơi thất bại. Đen. Mời các bạn ăn cùng team chúng tôi nhé. Vậy là con luôn rồi. Đéo chín rồi. Ok nhá. Chín mà. Mời mọi người ăn ngô cùng. Ok nhá, mời anh em nhá. 18. Quá. Ồ, địt mẹ.
không mà tạo. Không may thôi, trời chết thôi, không biết bị xấu. Trời, ăn bụng đứt chùi mép. Nhưng ăn xong rồi ăn rừng rú. Chúng tôi xin dừng video tại đây nha. Mong mọi người sẽ like, chia sẻ và giúp anh em chúng tôi có thể ra nhiều những video mới hơn. Và bây giờ thì xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha.